Vâng, xin chào các anh các chị ạ. Xin chào các bạn đồng nghiệp. Thì hôm nay theo sự phân công của ban tổ chức thì tôi xin được trao đổi với các anh chị một cái quy trình kỹ thuật lọc máu liên tục. Thế thì thực ra thì cái quy trình kỹ thuật này thì bảo là hướng dẫn các bạn trong một buổi ngày hôm nay thì chắc là để làm thành thạo được thì rất là khó. Nên là trong buổi ngày hôm nay tôi chỉ là giới thiệu qua cho các bạn xem là cái máy lọc máu là như thế nào, quy trình từng bước như nào thôi thì các bạn nắm được, và để đến khi chúng ta bắt công tay vào công việc và chúng ta vừa học và chúng ta vừa làm, chúng ta không bị bỡ ngỡ. Thế đầu tiên thì tôi đi hôm nay thì sáng nay thì các bạn đã được tiến sĩ Tấn đúng không? Nói về cái lọc máu liên tục rồi. Thế bây giờ tôi xin đi vào cái kỹ thuật. Không chuyển nữa. Về lọc máu liên tục thì các bạn thường biết đây là một thuộc nhóm liệu pháp điều trị hỗ trợ ngoài cơ thể với mục đích là loại bỏ các chất độc nội sinh và các chất độc ngoại sinh tham gia vào quá trình gây bệnh cho bệnh nhân. Kỹ thuật lọc máu liên tục và kỹ thuật lọc máu mà cho phép đào thải ra khỏi cơ thể máu của bệnh nhân. Đấy thì liên tục trên 12 giờ các cái nước, các cái chất hòa tan có phân tử ở dưới 50.000 đa-tông, đặc biệt là các thể tích thay thế lớn hơn trên 35 ml một giờ, trên 1 kg cân nặng trong một giờ. Thì thông qua các cái cơ chế là đối lưu, đào thải các chất độc tốt nhất và hòa tan các trọng lượng phân tử trung bình đối với những trọng lượng phân tử các chất tiền viêm. Thế thì trong các cái hội chứng suy hô hấp tiến triển có cái tổn thương phổi, có thể là tiên phát tại phổi hoặc hậu quả do các cái tổn thương thứ phát từ các cái đáp ứng viêm hệ thống tại cơ quan ngoài phổi thì dẫn đến giải phóng ồ ạt các cytokine vào máu. Hậu quả của cái vòng xoáy bệnh lý suy đa tạng bao gồm cả các cái hậu quả của rối loạn nước điện giải và tăng bằng kiềm toan tụt huyết áp. Thế thì kỹ thuật lọc máu liên tục thì được áp dụng cho các bệnh nhân ARDS và được chứng minh qua rất là nhiều nghiên cứu nước ngoài rồi, và trong thực tế làm tại các khoa khoa của chúng tôi thì cũng thấy hiệu quả rất là cao và an toàn với các bệnh nhân tương tự ARDS. Thế kỹ thuật lọc máu thì liên tục thì nhằm điều chỉnh các cái rối loạn nước điện giải, thăng bằng kiềm toan, an toàn cho các bệnh nhân có cái huyết động ổn định thông qua cơ chế đối lưu và siêu lọc. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là chúng ta sẽ là xem cái máy lọc máu liên tục lắp như thế nào, cài đặt các cái thông số chỉ định theo yêu cầu và phụ giúp được các bác sĩ kết nối giữa cate tĩnh mạch máu và vận hành được dây máy máy lọc máu. Tiếp theo là phụ giúp được các bác sĩ là kết thúc cái quy trình lọc máu và bảo vệ cái cate lọc máu. Thì có các cái phương pháp lọc máu liên tục thì gồm có 4 phương pháp: CAP, CCVS, CCVS HD và CCVS HDF. Thì tương ứng với các cái phương thức đấy thì mức CAP thì là mức mức lọc siêu lọc liên tục thì chậm. Còn CCVS thì là siêu lọc tĩnh mạch liên tục. Đấy. Còn CCVS HD thì có thẩm tách máu tĩnh mạch liên tục, và CCVS HDF thì là thẩm tách siêu lọc tĩnh mạch liên tục. Đây là cái hình ảnh sơ đồ tóm tắt về cái quá trình lọc máu. Các cái chỉ định lọc máu liên tục CCVS trong ICU thì có rất là nhiều chỉ định, tức là có suy đa tạng, sốc bỏng hoặc sốc tim. Các bệnh suy thận cấp mà các cái huyết động nó không ổn định thì cũng dùng CCVS để kéo dài cái thời gian lọc máu cho bệnh nhân và cái để đảm bảo cái huyết động cho bệnh nhân. Những bệnh nhân nhiễm khuẩn, sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp nặng thì cũng chạy lọc máu CCVS. Bệnh nhân suy gan cấp, tối cấp, các ngộ độc thuốc hoặc là quá tải dịch, chúng ta cũng dùng CCVS để chúng ta sẽ rút dịch một cách từ từ. Hoặc là bệnh nhân viêm phổi, nhiễm khuẩn. Đây là các loại máy của lọc máu liên tục. Thì ở đây hiện tại thì tôi thấy là ở Việt Nam ta hiện tại là có ba cái loại máy lọc máu liên tục. Thứ nhất là máy multi. Thứ hai là máy
T-shirt của hãng Prismatrex và một cái máy của hãng Gearbox. Nhưng hiện tại thì giai đoạn này chúng tôi chỉ giới thiệu cách lắp máy lọc máu của Prismatrex thôi. Các phương tiện dụng cụ thì các bạn thấy đây là cái máy lọc máu Prismatrex. Bên này là quả M100 lọc máu liên tục M100, còn bên M100, còn bên này là quả Osilip, đúng không ạ? Và một tiếp theo là các cái dụng cụ là dịch thay thế, thì ở một là chúng ta dùng Hemosol hoặc Prismason, hai chai dịch muối 500, một chai dịch muối 1 lít và heparin. Đây ạ, đây là toàn bộ cái dụng cụ phương tiện mà chúng ta cần phải sử dụng, là máy lọc máu, cộ dây quả, túi xả, đúng không ạ? Dịch lọc, dây truyền, bơm tiêm 1 ml để chúng ta pha heparin, bơm tiêm 5, bơm tiêm 10, bơm tiêm 20 để phục vụ trong quá trình chúng ta hút máu ở trong lòng cate, và bơm dịch muối phần 9 phần nghìn khi bảo quản cate, bơm 50 để chúng ta pha heparin, kim lấy thuốc, heparin theo y lệnh, natri dung dịch natri 9 phần nghìn, 500 và 1.000 ml, rồi kali theo y lệnh, găng tay sạch, găng tay vô khuẩn, gạc vô khuẩn, áo mổ vô khuẩn, đúng không ạ? Xăng, rồi cồn, betadine, dụng cụ bộ dụng cụ để lọc máu. Thì phần kỹ thuật thì bao giờ cái phần chuẩn bị, đúng không ạ, thì cũng bao giờ cũng gồm 3 phần. Đầu tiên là chuẩn bị người thực hiện, sau đấy người thực hiện và chuẩn bị đến bệnh nhân. Thế thì chuẩn bị người thực hiện thì cũng như tất cả các quy trình kỹ thuật khác, thì cái người thực hiện phải là người đã được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu về quy trình lọc máu liên tục rồi thì chúng ta mới làm được. Thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị cho mình đầy đủ các cái trang bị phòng hộ cá nhân, đặc biệt là khi chúng ta phục vụ các bệnh nhân mà có nhiễm COVID, SARS-CoV-2, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có các cái bộ phòng hộ trang bị cho chúng ta đầy đủ trước khi chúng ta vào chúng ta thực hiện cho bệnh nhân, và chúng ta phải hiểu được cách mặc cái bộ trang phục đấy như thế nào, đúng không ạ? Quy trình mặc ra làm sao theo thứ tự, đúng không ạ? Để đảm bảo đến khi chúng ta cởi bộ trang phục ra chúng ta không bị lẫn các bước sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân chúng ta và cho những người xung quanh. Tiếp theo là chúng ta đến chuẩn bị bệnh nhân. Thì chuẩn bị bệnh nhân thì chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ bệnh án, đúng không ạ? Đấy là điều đương nhiên chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta phải kiểm tra các y lệnh chỉ định, đúng không ạ? Giấy cam kết xem đồng ý tham gia quy trình kỹ thuật. Và tiếp theo chúng ta phải rửa tay, rồi đánh giá tình trạng bệnh nhân, xem tình trạng bệnh nhân lúc đấy như thế nào, đảm bảo hô hấp, đảm bảo huyết động cho bệnh nhân trước khi lọc máu. Sau đấy chúng ta đến, chúng ta giải thích cho bệnh nhân, đúng không ạ? Cho bệnh nhân nằm đầu cao nếu như không có chỉ định, đúng không ạ? Thì từng bệnh nhân, có thể những bệnh nhân nếu mà đương có huyết áp tụt chẳng hạn thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cho nằm đầu thấp, nhưng nếu như các bệnh nhân huyết áp ổn định thì chúng ta tốt nhất chúng ta cho bệnh nhân nằm đầu cao 30-45 độ, không ảnh hưởng gì đến cate tĩnh mạch cả, các bạn chú ý là như thế. Và thứ hai là bệnh nhân đã được đặt cate hai lòng rồi, đúng không ạ? Khi mình chúng ta làm phải đặt cate hai lòng rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta ở cái chỗ cate tĩnh mạch trung tâm ra. Sau đấy chúng ta chuẩn bị về máy, đúng không ạ? Chuẩn bị về máy thì đầu tiên là chúng ta đẩy máy đến giường, đúng không ạ? Lắp cắm nguồn điện rồi bật máy. Ở cái cạnh của cái thành máy thì có một cái công tắc, thì chúng ta bật công tắc. Thì sau khi bật công tắc thì máy sẽ khởi động. Nó ra màn hình giao diện như thế này ạ. Thì máy sẽ khởi động. Thì trong quá trình chúng ta chờ máy khởi động thì chúng ta đi pha heparin. Thì đối với lọc máu liên tục thì mỗi một lần priming sẽ chỉ hết 1.000 ml dịch thôi, 9 phần nghìn thôi. Và cái chai dịch 9 phần nghìn này thì chúng ta sẽ pha 5.000 đơn vị heparin. Thì bình thường trong một lọ heparin 25.000 đơn vị 5 ml thì cứ 1 ml sẽ có 5.000 đơn vị. Vì vậy chúng ta sẽ pha 1 ml heparin 5.000 đơn vị đập đập đấy vào một chai 9 phần nghìn loại 1.000 ml. Nếu như các bạn có hai chai, còn các bạn không có loại chai 1.000 thì các bạn sẽ pha vài chai 500 ml.
Nhưng trong quá trình priming thì chúng ta phải chú ý, vì nếu như mà cái chai 500 đấy priming thì máy nó sẽ quay liên tục, hết là vẫn cứ quay thì khí nó lại vào, các bạn phải đi đổi khí. Vậy thì chúng ta khi chúng ta sử dụng chai 500 mà chúng ta phải đứng trung tâm châm, và đến lúc gần hết rồi thì chúng ta phải ấn stop và chúng ta priming tiếp. Nhưng tốt nhất, lý tưởng nhất là chúng ta có chai 1 lì nghìn thì nó sẽ đơn giản hơn cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng không có thì chúng ta bắt buộc là có thể phải sử dụng cái chai 500. Và chúng ta pha luôn một cái bơm tiêm điện là nếu như có chỉ định bệnh nhân lọc máu có chỉ định duy trì heparin để chống đông thì chúng ta pha luôn bơm tiêm điện 5 ml vừa đủ 5.000 đơn vị heparin. Thì vậy nghĩa là chúng ta sẽ lấy 49 ml nước muối 9 phần nghìn và chúng ta pha thêm 1 ml đậm đặc heparin là chúng ta được một cái bơm tiêm điện 50 ml vừa đủ có 5.000 heparin, thì trong đấy có 1 ml sẽ là có 100 đơn vị heparin. Sau khi máy priming xong thì máy sẽ hiện ra một cái giao dịch diện như thế này và chúng ta ấn continue để xác định. Sau khi ấn continue thì màn hình lại mở ra một cái giao diện mới và chúng ta chọn là nipenten, là chúng ta chọn một bệnh chọn bệnh nhân mới để chúng ta thực hiện. Sau khi chúng ta chọn ấn xong thì màn hình giao diện lại hiện ra một cái màn hình giao diện mới là chúng ta cài đặt tên bệnh nhân, cài đặt họ tên bệnh nhân. Sau khi chúng ta cài đặt họ tên bệnh nhân xong, tuổi bệnh nhân xong thì chúng ta ấn enter thì màn hình hiện ra giao diện thứ hai là chúng ta phải đặt cân nặng của bệnh nhân. Đúng không ạ? Chúng ta đặt cân nặng của bệnh nhân xong và chúng ta cũng ấn enter thì màn hình hiện ra giao diện thứ ba và chúng ta cài đặt cái tỷ lệ hematocrit. Thì bình thường tỷ lệ hematocrit người ta sẽ cài đặt ở trên máy sẽ hiện lên từ 20 đến 60%, nhưng chúng ta lấy trung bình là 30% thì nó cài đặt hiện lên sẵn rồi và chúng ta ấn continue để tiếp tục chờ tiến hành, chúng ta tiếp tục đến màn hình giao diện tiếp theo. Đúng không ạ? Đến màn hình giao diện tiếp theo thì chúng ta có màn hình giao diện mà người ta yêu cầu mình là xác định. Đúng không ạ? Thông tin tên bệnh nhân là gì, đúng không ạ? Bao nhiêu cân nặng và hematocrit là bao nhiêu? Và khi chúng ta đã đọc và xác định là đúng chúng ta đặt rồi thì chúng ta ấn continue. Đúng không ạ? Ấn continue và tiếp tục màn hình hiện ra giao diện tiếp theo, đúng không ạ? Và chúng ta chọn cái chế độ để chúng ta lọc máu liên tục là chế độ CRT, đúng không ạ? Sau khi xong chúng ta ấn continue thì màn hình lại giao diện tiếp là có sử dụng bơm tiêm hay không. Thì cái sử dụng bơm tiêm này là chính là cái syringe chúng ta có dùng heparin hay không. Thì theo như chúng tôi thì chúng tôi sẽ chọn là cái syringe có heparin. Tại vì trong quá trình nhiều khi các bạn lúc đầu giai đoạn đầu thì sẽ không sử dụng heparin. Nhưng giai đoạn sau thì khi mà có các cái xét nghiệm đông máu về rồi có thay đổi, có bác sĩ cần sử dụng heparin thì mình có sẵn cái bơm heparin đấy. Thì chúng tôi lên yêu nhờ khuyên các bạn là chúng ta nên chọn cái syringe là có sử dụng heparin, nút sử dụng heparin. Sau đấy chúng ta ấn continue. Thì màn hình lại ra hiện ra một giao diện tiếp là chúng ta lắp heparin, đúng không ạ? Đây thì các bạn sẽ hiện ra một cái màn giao diện là xác nhận là mình có sử dụng bơm heparin. Thì khi chúng ta có sử dụng heparin thì chúng ta ấn confirm. Thì màn hình hiện ra một giao diện mới là về các cái thông số chúng ta đã xác định. Thứ nhất là chế độ lọc máu, thứ hai là cái có sử dụng heparin và nếu như chúng ta đồng ý với cái cài đặt này thì chúng ta ấn continue. Thì màn hình hiện ra giao dịch tiếp theo là cái sơ đồ để chúng ta lắp máy lọc máu. Thì mỗi cái sơ đồ, mỗi một cái nút chấm này là những cái bước mà máy nó sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta lắp máy. Những cái bước như này khi chúng ta nhấn vào cái chấm tròn này thì trên màn hình của máy sẽ hiện lên cái đường để chúng ta lắp vào theo đúng hướng dẫn sơ đồ. Đây là cái bộ dây quả để chúng ta lắp vào máy lọc máu và đây là các cái chế phẩm dung dịch
thay dịch thay thế và nước muối. Đây là cái màn hình giao diện đúng không ạ? Đây là cái màn hình giao diện sơ đồ. Đây là các cái bơm để chúng ta bơm ra tốc độ để chúng ta sẽ theo dõi với cái bơm này. Và đây là các cái cổng đo áp lực để tí chúng ta sẽ móc vào cái cổng đo áp lực như này. Và ở dưới là các cái cân để thăng bằng nước điện giải, và các cái cân thì chúng ta sẽ treo các cái túi dịch, các túi thải ở dưới bốn cái cân này. Tiếp theo đâu là chúng ta khi mà chúng ta cái màn hình giao diện trên cái màn hình hướng dẫn rồi thì chúng ta bóc quả đúng không ạ, bóc bộ dây quả. Và chúng ta khi chúng ta bóc bộ dây quả thì chúng ta phải kiểm tra tất cả những cái đầu các cái đầu nối như thế này ạ. Thì chúng ta phải siết chặt lại, nếu như chúng ta không siết chặt lại thì nó sẽ bị hở. Và trong quá trình priming hoặc trong quá trình mà chúng ta lọc máu thì khí nó sẽ vào và quả sẽ có bị khí và chúng ta phải đuổi rất là khổ. Thế nên là trước khi mà chúng ta bóc bộ dây vào, chúng ta là chúng ta phải siết chặt lại toàn bộ những cái đầu có kết nối như thế này đúng không ạ, cái đầu các cái đầu kết nối chúng ta phải siết chặt lại. Sau đó chúng ta đặt cái bộ dụng cụ lên cái máy lọc máu. Thì các bạn chú ý là các cái bộ phận này có một cái lẫy đúng không ạ, các có cái lẫy đen, và khi chúng ta đặt vào giờ dễ nhẹ nhàng chúng ta ấn vào thì các cái khớp của cái dây quả nó sẽ vào với nhau. Sau đấy thì chúng ta bóc toàn bộ cái dây, giờ chúng ta bóc toàn bộ các cái giấy trắng này đi ạ, thì chúng ta được cái hình thứ hai này ạ, được chưa, được cái hình thứ hai này. Để các bạn chú ý được cái hình thứ hai này. Sau đó thì chúng ta lắp các cổng báo giò, lắp các cổng đây ạ. Sau đấy chúng ta lắp các cổng đây ạ, cổng đo áp lực. Đây là cổng đo áp lực đường thải ra, đường đường nước thải ạ, à, đường dịch tê rút ra của bệnh nhân. Thì ta sẽ lắp qua cái cột đo áp lực này. Chúng ta phải lắp qua hai cái mắt này để nhận biết là xem là cái quả bị vỡ màng hay không. Nếu trong quá trình chúng ta chạy mà quả bị vỡ màng thì chính là cái nút này sẽ là cái báo động, báo hiệu cho chúng ta là quả bị vỡ, họ sẽ báo lúc đấy đúng không ạ. Ở trong này nó đọc có máu sẽ báo. Sau đấy thì chúng ta sẽ lắp các cái đây ạ, dưới đây có cái cổng dưới nữa là có cái cổng đo áp lực đường ra, áp lực động mạch đúng không ạ, áp lực động mạch thì chúng ta cũng lắp vào. Sau đấy thì chúng ta sẽ lắp vào các cái cảm biến khí đúng không ạ, cảm biến khí là cái đây ạ. Và chúng ta lắp khi mà đường về của bệnh nhân mà trên bầu bệnh khí nó bị tụt xuống thì khí đó đi qua cái chỗ cảm biến này thì máy nó sẽ báo động nó có khí và tự động máy sẽ dừng để đảm bảo làm sao mà khí nó không vào bệnh nhân. Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp đường đường màu xanh đúng không ạ, đường màu xanh là đường này đấy, kẹp với khí. Sau đó chúng ta kéo cái cân vàng bên phía góc này ra để chúng ta làm sao, đây là cái cân mà để thải đựng nước rút ra từ cuộc chạy đúng không ạ, và kết nối với cái đường màu xanh. Sau đấy thì chúng ta khi mà chúng ta được một cái lắp được hết tất cả từ cái các cái cổng đo áp lực, các cái cổng vẫy khí thì chúng ta ấn khi kiểm tra lại một lần nữa tất cả các cái đường dây đảm bảo là các kẹp đã khóa thì chúng ta ấn ấn nót đúng không ạ, ấn nót, đây có nút ấn nót đấy ạ. Thì các bạn ấn ấn nót thì máy nó sẽ tự động nó kết nối các cái bơm vào với nhau, đấy là trong là máy sẽ tự động. Thì trên cái bộ dây quả của chúng ta là có một cái mã vạch, các có một mã vạch, mỗi một bộ dây quả sẽ có một cái mã vạch, có một cái mã vạch màu trắng, có cái mã vạch màu trắng. Thì khi cái dây quả nó ấn nó nát vào thì cái mã vạch đấy nó sẽ kết hợp đồng thời với máy, nó sẽ tự đọc một cái mắt thần và nó cho ra các cái thông số của quả lọc. Và khi các cái thông số hiện lên và chúng ta đồng ý với các thông số này thì chúng ta ấn continue, à confirm. Đã. Chúng ta ấn confirm. Thì khi ấn confirm xong thì máy hiện ra giao dịch tiếp theo để hướng dẫn chúng ta làm tiếp. Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ treo một cái chai 9 phần nghìn 1 lít đúng không ạ? Vào cái chữ Y.
đúng không ạ? Và chữ Y, cái chai 9/1000 một lít để đã pha heparin 5.000 đơn vị trong cái chai 9/1000 một lít này rồi. Sau đấy chúng ta treo một cái túi hemason vào cân màu tím là cân ngoài cùng ạ, có cái chai màu cùng mà có cái khóa màu tím, kết nối với dịch đúng không ạ? Chúng ta cắn kết nối với dịch, chúng ta kéo cái, chú ý là khi chúng ta treo túi chúng ta phải kéo cái cân màu tím ra hết, kéo thẳng ra hết. Sau đấy chúng ta treo túi vào và chúng ta cắm kết nối cái đường dây màu tím với cái túi. Sau đó chúng ta đần khít cái cân vào. Một cái chú ý khi chúng ta dùng sử dụng cái túi dịch thay thế là bao giờ cũng có hai ngăn, một cái ngăn ở trên nhỏ hơn và một cái ngăn túi ở dưới, và các cái ngăn nhỏ hơn ở trên là nó có các cái thuốc, có cái cây điện giải ở phía trên thì chúng ta phải hòa, chúng ta phải làm sao mở cái miệng túi ở dưới ra và chúng ta hòa hai giữa hai và hai cái dung dịch vào với nhau. Một số khi chúng ta hay quên là chúng ta không hòa, thì trong cái túi để 5 lít nó đã mặc định sẵn rồi và chúng ta cứ cho máy chạy. Khi mà chúng ta không hòa, thứ nhất là bệnh nhân sẽ thiếu các cái chất điện giải, thứ hai là cái cân nó sẽ sai, khi vì là cái cân nó đọc là chưa hết dịch thì nó máy cứ chạy và ở dưới đã hết rồi, thì lúc ấy nó sẽ hít hút rất là khí vào dây quản và chúng ta lại phải điều khí lại, điều để chú ý như thế. Tiếp theo là chúng ta treo thêm một túi hemosol tiếp vào cân màu xanh lá cây. À, là túi thứ hai từ bên phải sang ạ. À, chúng ta cũng kéo cái cân ra đúng không ạ, kéo ra hết sức hết cỡ, xong rồi chúng ta treo chai dịch kết nối với dây màu xanh, xong rồi chúng ta lại đóng cân lại và chúng ta treo một chai 5% vào cái dây màu trắng và kết nối cái dây màu trắng. Sau khi chúng ta kiểm tra tất cả các hệ thống kết nối đã xong rồi, mở khóa thì chúng ta ấn confirm đúng không ạ, xác nhận. Tiếp theo là đến cái bước là lắp bơm heparin, thì chúng ta sẽ chọn cái kích cỡ của cái bơm tiêm phù hợp. Thì chúng ta ở đây chúng ta sử dụng bơm tiêm 50 ml đúng không ạ? Thì khi màn hình giao diện ra cái hình bơm tiêm này thì sẽ có cái một phím là auto down và một phím là auto up đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta sẽ muốn hạ được cái cán của bơm tiêm xuống đúng không ạ? Cái bơm tiêm nó sẽ ở cái khu vực bên này, cái điều khiển này không điều khiển không không cái con trỏ để chỉ cho bạn ấy biết cái bơm. Không, cái này chị chỉ di chuyển con chảo thôi. Chỉ di chuyển con chảo thôi. Có. Không, hoặc chỉ sử dụng cái này, không sử dụng cái này đi. Cái bơm tiêm nó sẽ là ở dưới cái nút màu vàng ấy ạ. Các bạn nhìn thấy cái nút màu vàng cạnh cái chai 9/1000 một lít ấy, thì là có cái bơm. Thế thì khi chúng ta muốn cái bơm nó hạ xuống để chúng ta lắp vừa cái bơm tiêm 50 thì chúng ta sẽ ấn vào phím auto up đúng không ạ? Auto down. Đầu tiên là chúng ta ấn auto down, sau đấy thì chúng ta sẽ đưa cái xi lanh vào đúng không ạ? Đưa cái xi lanh vào để khít vào vào cái với cái bơm, thì sau đấy chúng ta ấn auto up. Auto up thì cái đá giá đỡ nó sẽ đẩy lên và khi nó chạm vào cái xi lanh đúng không ạ? Cái xi lanh thì cái chốt piston sẽ được ấn vào cái bơm xi lanh đấy khóa vào, thì lúc đấy cái nút auto up nút confirm nó sẽ hiện lên, nghĩa là cái bơm nó đã khít rồi thì chúng ta ấn continue đúng không ạ, ấn continue để tiếp tục. Sau khi chúng ấn continue rồi xong thì màn hình lại hiện ra một cái giao diện mới và chúng ta sẽ kiểm tra toàn bộ các cái kẹp trên hệ thống đã được mở ra chưa đúng không ạ, kẹp trên hệ thống như theo màn hình chúng ta nhìn. Khi mà chúng ta kiểm tra xong thì chúng ta ấn confirm, đó, xác định. Để đảm bảo thì tất cả các cái đường kẹp trước khi priming đúng không ạ, thì tất cả các đường chúng ta phải được mở, kẹp phải được mở, phải kiểm tra tất cả các đường nối chắc chắn đúng không ạ, chúng ta phải xoáy lại một lần nữa tất cả các cái đường nối
chỗ nào mà có đường nối là chúng ta phải xắn lại hết, từ cái đường xanh đúng không, từ tất cả các cái chỗ mà có mối nối chúng ta phải xắn lại hết để đảm bảo nó chặt, tất cả các kẹp được mở. Sau đấy chúng ta chọn priming. Ở đây thì sẽ có hai nút là priming và được priming test. Nếu như chúng ta chọn priming thì khi chúng ta priming xong, cái dây ở trong khí ở trong quả vẫn còn thì chúng ta có thể ấn tiếp priming hoặc mini priming, ấn priming nhất quãng để chúng ta đuổi hết khí. Nhưng nếu như chúng ta chọn priming test thì sau một chu kỳ hết 1 lít dịch là máy sẽ tự động là test luôn. Thế vậy là vấn đề để xảy ra ở đây là nếu như chúng ta đuổi 1 lít mà chưa hết khí thì chúng ta không đuổi được nữa thì trong khoảng còn khí. Cho nên là tôi khuyên các bạn là chúng ta sẽ chọn là priming, đúng không ạ? Và chúng ta chọn priming xong thì bắt đầu máy có bắt đầu priming cho priming máy là đuổi khí trong đường dây quả. Thì các bạn chú ý là trong quá trình priming và priming test thì tất cả các cái port ở cổng áp lực là các bạn không được tháo ra, đúng không ạ? Không được tháo ra vì khi các bạn máy đương priming mà các bạn tháo ra là máy sẽ báo lỗi, không priming được tiếp, các bạn phải làm lại từ đầu. Và trong quá trình chúng ta priming chúng ta phải quan sát xem là bộ dây quả lọc đấy có bị rò rỉ hay không, đúng không ạ? Và nếu như mà có bất kỳ một cái vấn đề gì thì chúng ta ấn stop, đúng không? Ấn nút stop và chúng ta kiểm tra lại xem tìm nguyên nhân làm sao. Kiểm tra xem một kỹ trong quá trình priming thì chúng ta phải kiểm tra xem là cái kit nó còn khí hay không, đúng không ạ? Như lúc ấy tôi vừa nói, nếu như mà còn khí thì khi mà priming xong thì hiện lên một cái giao diện là có chữ multi priming hoặc là repriming. Giả dụ nếu như còn ít khí thì chúng ta chỉ multi priming thôi thì chúng ta priming theo cái yêu cầu của ta. Lúc nào chúng ta dừng là dừng. Còn nếu như chúng ta ấn vào repriming thì nghĩa là để lại chúng ta lại phải chuẩn bị một chai 9/1000 ml có pha heparin 5000 và chúng ta mồi lại từ đầu, đúng không ạ? Mồi lại từ đầu. Và cái một chú ý nữa là như lúc đầu tôi nói, nếu như các bạn không chuẩn bị được chai 9/1000 ml thì các bạn phải chỉ chuẩn bị được cái chai 500 thôi, thì trong quá trình chúng ta lọc chúng ta priming là chúng ta phải chú ý lúc gần hết là chúng ta phải ấn stop, sau đấy chúng ta treo cái chai dịch mới lên và chúng ta ấn continue. Và chú ý là khi mà cái màn hình mình ấn stop thì màn hình nó giao diện nó sẽ hiện lên hai nút bấm là continue và cái một nút nữa là disconnect, thì các bạn không bao giờ được bấm disconnect vì disconnect là nó sẽ thoát ra và chúng ta làm lại từ đầu. Vậy chúng ta phải nhớ là chúng ta bấm continue. Khi đã kiểm tra xong đúng không ạ, khi mà priming xong mà chúng ta kiểm tra là dây quả các thứ đều không có mà không có bất khí, đúng không ạ, đã được đuổi kín dịch rồi thì chúng ta ấn priming test, thì lúc đấy hệ thống tự máy sẽ tự test. Đây ạ, đây là cái màn hình giao diện khi chúng ta ấn priming test thì máy hiện ra màn hình giao diện này và hệ thống test sẽ test trong vòng 5 phút, đúng không ạ? 5 phút khi mà hệ thống test xong chúng ta bắt đầu cài đặt heparin theo lệnh và lắp cái đường cứu. Thì chúng ta lắp cái đường cứu vào một cái đường dây một dùng một cái dây chuyền cắm vào chai 500 ml muối 9/1000 không pha bất cứ một cái thứ gì ạ, nước muối 9/1000 không, và chúng ta lắp vào cái hệ thống dây của máy lọc. Thì sau khi test xong vào 5 phút thì máy hiện ra cái cuộc màn hình giao diện này, đúng không ạ? Và khi chúng ta kiểm tra chúng ta ấn confirm. Sau khi confirm thì máy hiện ra một cái màn hình giao diện nữa, nó yêu cầu chúng ta xem cái viên tâm đốt này là 500 ml, đây là cái giới hạn mà kiểm soát dịch mắt của bệnh nhân trong vòng 3 giờ. Thì cái này nó đã cài đặt sẵn trong máy rồi và chúng ta ấn confirm. Sau khi ấn confirm xong màn hình giao diện ra một màn hình mới để trước khi vào bệnh nhân họ yêu cầu kiểm tra các kết nối chuẩn bị giúp cho bác sĩ để vào cate chọc đặt máu lọc máu, thì chúng ta sẽ kiểm tra toàn bộ các cái đường kết nối của bơm heparin và chúng ta quay ra phụ giúp các bác sĩ chuẩn bị để cho vào cuộc lọc. Thế thì bắt đầu kết nối cho bệnh nhân thì điều dưỡng thì làm những cái gì ạ? Thì điều dưỡng sẽ bộc lộ toàn bộ cái vùng mà đặt cate, đúng không? Tháo bỏ toàn bộ cái băng cố định cate,
rửa tay sát khuẩn xong rồi vệ sinh toàn bộ lại cái thân gate, chân gate bằng, nếu như mà cái chân gate nó bẩn đúng không, cái thân gate bẩn thì chúng ta rửa lại bằng nước muối 90.000, natri clorua 90.000, sau đấy chúng ta sát khuẩn lại bằng Vetarin 10% ít nhất 2 lần xung quanh chân, thân gate và bề mặt xung quanh, và chú ý chúng ta sát khuẩn rộng ra bán kính khoảng 5 cm. Một cái điểm chú ý là nếu như mà chân gate của chúng ta mà có mủ, có máu, à có mủ, viêm tấy đỏ thì chúng ta sẽ yêu cầu bác sĩ để đặt cate bên chỗ khác. Chúng ta không sử dụng cate đấy thì làm sao? Các cái cate đấy là xâm lấn vào cái mạch máu lớn của cơ thể, sẽ gây nhiễm khuẩn huyết. Vì vậy nếu như mà chân cate có mủ là chúng ta yêu cầu bác sĩ là chuyển đặt cate xâm mới. Rồi điều dưỡng phụ giải các cái xăng vô khuẩn vào cái phần mà đặt cate, phụ giúp bác sĩ đi găng vô khuẩn. Sau đấy chúng ta bóc bơm 10 ml, bơm 5 ml, rồi là bóc vạc vô khuẩn. Chúng ta có tẩm Betadine 10%, khóa tất cả các cái đường ra, đường về. Đường ra là màu, từ bệnh nhân ra là màu đỏ, đường về từ từ máy vào bệnh nhân là màu xanh. Chúng ta khóa tất cả các cái đường đấy để khi chúng ta kết nối với bệnh nhân không bị dịch chảy ra ngoài hoặc khí. Còn bác sĩ thì dùng làm gì ạ? Khi sau khi đi găng vô khuẩn rồi thì bác sĩ sẽ dùng vạc có tẩm Betadine đấy sát khuẩn lại cái thân gate. Sát khuẩn lại thân gate. Sau đấy dùng bơm tiêm hút toàn bộ cái dịch heparin mà đã nhồi ở trong lòng gate ra. Đúng không? Để đảm bảo làm sao khi cuộc lọc chúng ta bắt đầu thì không bị đẩy về lượng heparin. Mà lượng heparin bơm vào lòng gate là hệ lượng heparin nguyên chất. Đúng không ạ? Chúng ta đẩy vào thì làm sao? Sẽ làm cho bệnh nhân cho chảy máu. Sau đó thì dùng gạc có tẩm betadine đấy sát khuẩn, cầm và sát khuẩn các cái đầu của bộ của cái đường cái dây lọc máu màu đỏ để kết nối vào cái dây cate màu đỏ, và cũng dùng gạc có tẩm betadine sát khuẩn rồi cái dây màu xanh để đường về kết nối với cate màu xanh. Chúng ta chú ý là cái màu ở trên cái dây và cate nó đã hiển thị màu rồi, cho nên là khi cái dây màu xanh sẽ kết nối vào đầu cate màu xanh và dây màu đỏ sẽ kết nối vào cate màu đỏ, cho nên là rất là dễ dàng, các bạn không sợ nhầm lẫn. Các bác sĩ sẽ mở, khi mà kết nối xong rồi thì các bác sĩ sẽ mở hai cái khóa ở trên thân hai cate, còn điều dưỡng sẽ mở hai cái khóa ở cái đường dây màu đỏ là đường ra và màu xanh là đường về, và ấn nút start để vận hành máy lọc. Sau đấy thì chúng ta cố định dây máy lọc. Đây ạ, đây là hình ảnh bác sĩ là chúng ta bắt đầu kết nối đúng không ạ? Hút heparin rồi là bơm, chúng ta bắt đầu kết nối vào các cái đường của cate. Đây ạ, kết nối vào đấy. Và điều dưỡng bác sĩ thì mở cái kẹp, còn điều dưỡng thì mở cái kẹp ở dây. Sau đó khi chúng ta kiểm tra lại đúng không ạ? Thì chúng ta kết nối xong thì chúng ta ấn start. Đúng không ạ? Có chữ start trên màn hình chúng ta ấn. Thì màn hình hiện ra giao diện như này, thì bắt đầu là máy bắt đầu chạy. Đúng không ạ? Mà bơm bắt đầu chạy. Thì khi bao giờ bơm chạy ổn định thì bắt đầu chúng ta cài đặt các cái y lệnh. Đúng không ạ? Đầu tiên là cài đặt heparin. Mặc dù các bạn có thể cài đặt heparin ngay từ đầu cũng được, nhưng mà khi lúc vào chúng ta lại vẫn phải cài đặt lại. Và cái đầu ta đặt đầu tiên là chúng ta cài đặt liều duy trì. Liều duy trì thì chúng ta cài đặt theo y lệnh của bác sĩ. Tốc độ duy trì chúng ta cũng cài đặt theo y lệnh của bác sĩ. Và liều volume, xin lỗi, của liều volume chúng ta cũng cài đặt theo y lệnh, và thời gian chúng ta cài đặt theo y lệnh. Chúng ta chú ý là khi chúng ta cái liều volume chúng ta chỉ volume có một lần thôi, nên thời gian chúng ta sẽ để là về không. Thì lúc đấy thì máy nó sẽ tự động volume ngay khi chúng ta ấn volume, và máy sẽ volume ngay ở cái phần đầu tiên đấy. Thì sau hết cái volume là chỉ có liều duy trì thôi, không có volume theo giờ nữa. Sau khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta ấn confirm, đúng không ạ? Còn sử dụng cái chống đông như thế nào, liều ra làm sao thì sẽ có cái bài mà quy định dùng thuốc chống đông cho lọc máu như thế nào. Tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt tốc độ máu. Thì tốc độ máu thì chúng ta bao giờ cũng cài đặt bắt đầu là từ 60 ml, đúng không ạ? Sau khi chúng ta cài đặt 60 ml, bệnh nhân chạy với tốc độ 60 ml một phút ổn định thì chúng ta sẽ tăng lên
dần là 80 ml một phút, sau đó là 100 ml một phút, và sau 15 phút mà ổn định thì chúng ta sẽ tùy vào cái tốc độ theo lệnh và chúng ta để chúng ta cài đặt liên tục. Tại sao mà đầu tiên chúng ta phải chạy với tốc độ 60 ml? Các bạn chú ý là đối với khi những bệnh nhân mà đã phải sử dụng cái mốt chạy là CCPS này, lọc máu liên tục này, thì thường là có cái huyết động không ổn định. Nếu như ngay từ đầu chúng ta lại chạy với tốc độ rất là cao thì có khả năng sẽ làm cho thiếu các cái máu ở lòng mạch, sẽ làm cho bệnh nhân tụt huyết áp. Thế cho nên để đảm bảo cái huyết động của bệnh nhân không bị biến đổi mấy thì chúng ta bắt đầu bằng từ 60 ml một phút, đúng không ạ? Sau đấy chúng ta sẽ tăng dần lên theo tùy thuộc vào từng cái huyết động của bệnh nhân như thế nào. Tiếp theo là chúng ta sẽ cài cái bơm dịch, đúng không ạ? Dịch trước bơm, rồi dịch thẩm tách, rồi dịch thay thế. Chúng ta sẽ cài đặt theo đúng cái y lệnh của bác sĩ đã cho. Sau đó chúng ta cài cái phần trăm trước màng sau màng, đúng không ạ? Chúng ta có hai, có nhiều cách để cài. Có thể là bác sĩ sẽ có những cái chỉ định cụ thể cho từng từng cuộc lọc. Có những cuộc lọc sẽ cài đặt 100% trước màng, có những cuộc lọc sẽ 100% sau màng, có những cuộc lọc 30-70, 30 trước, 70 sau hoặc 50-50 thì tùy vào từng cái yêu cầu của bệnh, của từng bệnh, từng mạch bệnh, từng cái tình trạng của người bệnh. Thì có những cái phần cài đặt thì chúng ta sẽ cài đặt theo ý lệnh. Rồi cài đặt dịch, lượng dịch rút ra thì tùy theo cái vi lăng của bệnh nhân, tùy theo cái CV hoặc là cái út form mà bác sĩ đo được xem là bệnh nhân thừa dịch hay thiếu dịch, thì sẽ có những cái chỉ định lượng dịch rút ra thì thường thì từ lượng dịch cho bệnh nhân trung bình rút ra từ 0 đến 500 ml một giờ. Thế thì tùy từng tình trạng của bệnh nhân, tùy từng cái thể trạng của bệnh nhân lúc đấy, thừa dịch của bệnh nhân lúc đấy, thì sẽ có những cái chỉ định cụ thể xem là rút bao nhiêu, thì vậy chúng ta sẽ cài đặt. Sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong tất cả các cái thông số đấy rồi thì chúng ta ấn confirm để xác nhận. Và cái bơm dịch thay thế, các bạn chú ý là chỉ khi bắt đầu vận hành, khi mà các cái bơm máu đã đạt đích, nghĩa là khi các cái bơm máu hoạt động rồi, các cái thông số về đường áp lực đường ra đường về ổn định rồi thì bắt đầu bơm máu hoạt động. Và tốc độ thay thế của chúng ta là từ dưới lớn hơn hoặc bằng 35 ml trên kg phút, đấy là cái tiêu chuẩn để chúng ta đặt tốc độ thay thế. Thì tùy thuộc từng bệnh nhân, tôi cũng nói từ nãy là các bác sĩ sẽ cân nhắc từng bệnh nhân, chúng ta sẽ có một cái dịch thay thế theo cái từng bệnh nhân đấy. Và tốc độ siêu lọc cũng thế, đúng không ạ? Tùy theo bệnh nhân sẽ có cái cài đặt tốc độ cho siêu lọc từ 0 đến 500 ml một giờ. Đây là cái hệ thống kết nối máy lọc máu liên tục với cả ECMO. Đối với các cái máy lọc máu liên tục mà kết nối với thẳng với cate tĩnh mạch bệnh nhân thôi thì rất đơn giản, nhưng đối với mà kết nối qua các cái hệ thống của cái máy ECMO thì các bạn hết sức chú ý, hết sức chú ý là các cái khớp nối chúng ta phải cực kỳ chặt, đúng không ạ? Nếu như các khớp nối lỏng thì nó không những chỉ ảnh hưởng đến mỗi cái đường của máy thận, dây quả của máy thận, mà nó ảnh hưởng đến cả dây quả, cái quả máy, cái màng lọc ECMO. Vì nếu như mà khí nó vào thì khí nó vào luôn cả quả lọc ECMO, vậy chúng ta xử lý rất là khó khăn. Nên vậy các bạn rất hết sức chú ý khi chúng ta chăm sóc và kết nối với máy ECMO. Tôi chỉ về cái này thì tôi chỉ giới thiệu thôi, còn khi các bạn học kỹ thì lúc vào trường hợp cụ thể thì sẽ có giới thiệu kỹ hơn. Tại vì nói trên thế này thì các bạn cũng chỉ biết là hình dung này như thế thôi, đúng không ạ? Thì tiếp theo khi chúng ta ấn confirm xong thì màn hình hiện ra giao dịch như này, các cái thông số cài đặt, đúng không ạ? Tốc độ dịch thay thế, tốc độ rút như này. Thì và máy bắt đầu chạy ổn định thì nó sẽ ra màn hình thứ hai, đúng không ạ? Các cái khi mà màn hình máy chạy chưa ổn định thì nó sẽ có màn hình thứ nhất, đúng không ạ? Chưa có màu sắc sạch sẽ. Nhưng đến màn hình thứ hai khi máy đã chạy ổn định rồi, có áp lực đường và ra rồi, áp lực chuyên màng đã rất rồi, thì máy sẽ hạn hiện ra một cái màn hình như thế này. Có các cái tốc độ, có các cái giao diện như này. Thì theo dõi các cái thông số thì các bạn phải theo dõi thông số trước vào, đúng không ạ? Trước khi vào là mạch dấu hiệu sinh tồn là bao nhiêu. Sau khi vào 15 phút, đúng không ạ? Thì chúng ta phải đo lại một lần, kiểm tra một lần. Nếu như mà ổn định rồi, trong vòng 15 phút chúng ta đo mạch dấu hiệu sinh tồn ổn định, thì chúng ta sau 30 phút chúng ta đo lại.
Còn nếu như trong 15 phút mà dấu hiệu sinh tồn chưa ổn định thì chúng ta phải tiếp tục cứ theo dõi tiếp 15 phút, 15 phút hoặc có thể thậm chí là chỉ có 5 phút một lần thôi thì chúng ta vẫn phải theo dõi. Sau khi ổn định rồi thì chúng ta sẽ lấy cái khoảng cách theo dõi ra là 30 phút một lần. Đúng không ạ? 30 phút một lần mà bệnh nhân ổn định rồi thì sau 1 giờ và cứ thế chúng ta có thể là 3 giờ. Nhưng mà thường thì các cái thông số lọc máu thì bao giờ cũng theo dõi 1 giờ một lần. Các cái dấu hiệu thông số theo dõi bao giờ cũng để 1 giờ một lần vì cái này nó diễn biến rất là nhanh. Đây các là các cái phần hình ảnh mà để giám sát về tốc độ đúng không ạ? Bơm lọc bơm rồi là bơm thải đúng không ạ? Bơm thải, bơm thay thế, bơm lọc máu. Đây là các cái hình ảnh. Sau đấy chúng ta sau khi mà đã các cái cuộc lọc nó đi vào ổn định rồi, các thông số ổn định rồi, huyết áp ổn định, bắt đầu chúng ta phải quay ra bắt đầu băng đúng không ạ, cố định cái đường cate để làm sao mà vừa thứ nhất là đảm bảo vô khuẩn, thứ hai là đảm bảo chặt không bị tuột đúng không ạ. Nếu như mà các bạn thấy là ông quay 100 120 ml một giờ phút đấy thì nếu mà cái cate nó bị tuột đúng không ạ, các đầu nối bị tuột thì nó rất là nguy hiểm và gây bệnh mất máu cho bệnh nhân. Thế bây giờ chúng ta phải cố định rất là chặt như này để vừa đảm bảo vô khuẩn. Các cái theo dõi thông số thì chúng ta theo dõi ở đây chúng tôi có các cái bảng theo dõi 15 phút, 30 phút, 1 giờ một lần và chúng tôi sẽ ghi vào đây đúng không ạ. Dịch thay thế đã bao nhiêu, huyết áp như thế nào, đường x step này là đường áp lực đường ra, filter áp lực màng đúng không ạ, TMP bắt mực xuyên màng như nào, return áp lực đường về như nào, thì tôi sẽ có những cái bảng này để khi chúng ta nhìn vào chúng ta biết là các cái dấu hiệu là có đã thay đổi chưa, filter thay đổi chưa đúng không, áp lực xuyên màng thay đổi chưa. Thì khi mà cái filter cái quả lọc ấy nó mới tắc dần đúng không ạ, cái lỗ màng nó tắc dần thì làm sao filter nó sẽ tăng lên, TMP nó sẽ tăng lên đúng không ạ. Thì lúc đấy chúng ta biết nó đã tăng lên như này rồi chúng ta phải xem. Về có về hành chính thì chúng ta phải dán cái tem của quả lọc vào cái chỉ định đúng không ạ, để phục vụ cho cái phần thanh toán bảo hiểm. Dịch thay thế thì chúng ta phải biết được là dịch thay thế như thế nào, chúng ta ghi vào bảng đúng không ạ, có bàn giao cụ thể giờ nào thay dịch thay thế chúng ta phải ghi rõ, và dịch thay thế có pha kali hay không. Thì phụ thuộc vào cái điện giải xét nghiệm của bệnh nhân thì các bác sĩ sẽ cho chỉ định là pha kali bao nhiêu gam trong một túi, thì đấy là tùy thuộc vào cái điện giải của bệnh nhân và bác sĩ sẽ chỉ định thì chúng ta sẽ pha vào cái dịch thay thế. Còn kết thúc khi mà đã chạy ổn định rồi thì kết thúc khi nào thì kết thúc CTPS, thì thời gian kết thúc của quả lọc thì thường từ 18 đến 24 giờ. Nó chạy trong vòng 24 giờ thì quả lọc lý tưởng nhất, thì sau 24 giờ thì các cái lỗ màng nó có thể là sẽ bán tắc đúng không ạ, thì cái hiệu quả lọc nó sẽ không được cao. Tiêu chuẩn để ngừng lọc máu đúng không ạ, là ngừng không phải lọc máu nữa thì khi mà các cái tình trạng suy tạng của bệnh nhân đã được cải thiện như là thoát sốc đúng không ạ, tình trạng suy thận được giảm, giảm tình trạng suy thận, nước tiểu của bệnh nhân trên 50 ml/giờ và creatinine giảm đúng không ạ, dưới 150 rồi chỉ số V trên F rồi áp lực ổ bụng dưới 20 cm nước, hoặc là bệnh nhân đã được ngừng vận mạch ít nhất trong vòng 12 tiếng mà huyết áp ổn định đúng không ạ, thì sẽ có chỉ định kết thúc lọc máu. Ngừng khi mà chuẩn bị kết thúc lọc máu thì chúng ta lên ngừng chống đông trên trước 30 phút đúng không ạ, để làm sao để cho không còn chất chống đông vào cơ thể bệnh nhân. Và ngừng khi mà kết thúc thì sẽ ngừng các cái bơm dịch thay thế, bơm siêu lọc và giảm tốc độ về không à về 100 ml một giờ. Chúng ta giảm tốc độ về 100 ml giờ để chúng ta khi chúng ta đuổi dịch thì chúng ta không dồn nhiều quá dịch vào bệnh nhân. Đúng không? Sau đấy thì chúng ta ấn stop. Sau khi chúng ta ấn stop rồi thì chúng ta sẽ mở cái kẹp đường cứu. Bao giờ có một cái kẹp đường cứu đúng không ạ, để khi mà bệnh máy có trục trặc thì chúng ta xả đường cứu, thì chúng ta mở kẹp đường cứu xả 50 ml vào cái đường đỏ đúng không ạ, để đuổi toàn bộ cái dây đường đỏ để khi chúng ta bấm start thì nó không hút máu ra nữa. Thì khi xả 50 ml vào cái đường đỏ sạch rồi thì chúng ta bấm khóa kẹp lại đúng không ạ, khóa kẹp đường đỏ lại là đường ra của bệnh nhân, từ bệnh nhân ra, và chúng ta ấn end treatment để trả máu về cho bệnh nhân theo quy trình của máy
đúng không ạ? Thì chúng ta ấn vào đấy thì máy nó sẽ tự động quay và trả về. Sau khi trả sạch rồi thì ấn stop, và máu khi máu đã hết rồi thì ấn stop, đúng không? Kẹp các khóa lại. Và đây là hình ảnh chúng ta sẽ ấn stop, đúng không ạ? Khi ấn stop rồi, đúng không ạ? Thì màn hình hiện ra cái giao dịch tiếp theo là có chữ enrichment, thì chúng ta sẽ ấn vào chữ enrichment này thì là máy sẽ tự động sẽ trả máu về hết. Sau đấy thì chúng ta phụ giúp các bác sĩ, phụ giúp bác sĩ để ngắt kết nối vate và chăm sóc cái chân vate. Thì đầu tiên chúng ta cũng phải chuẩn bị găng vô khuẩn, đúng không ạ, cho bác sĩ để đi, bác sĩ kết độ kết thúc. Sau đấy thì phụ giúp bác sĩ lấy heparin, thì chúng ta lấy bơm 50, chúng ta lấy bơm 5 ml để lấy heparin, và đây chúng ta lấy heparin đậm đặc. Thì cái lượng heparin bơm vào cate bao nhiêu thì phụ thuộc vào cái cate mình sử dụng cho bệnh nhân bấy nhiêu. Và trên thân cái cate đấy nó có đã có ghi sẵn số lượng mỗi một bên thân đỏ, cate màu đỏ, màu xanh là bao nhiêu, thì chúng ta với vừa đủ cái số lượng đấy thì chúng ta bơm hạ, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ cái bơm đấy rất chuẩn, vì làm sao để chúng ta bơm quá thì sẽ đẩy cái lượng heparin vào bệnh nhân, nên chúng ta phải lấy đúng cái số lượng mà ghi ở trên cái khuyến cáo đã ghi ở trên thân cate. Sau đấy lấy một bơm để chúng ta 10 ml, thì chúng ta sẽ bơm 10 ml thì bác sĩ lấy cái dung dịch natri clorid 0,9% và phải bơm 10% để làm sao trước khi chúng ta bơm heparin thì chúng ta phải làm sạch cái lòng cate đã. Sau đấy thì sát khuẩn chân cate rộng khoảng 5 ml, 5 cm, đấy chúng ta cũng phải sát khuẩn rộng 5 cm, 5 cm. Sau đấy sát khuẩn lại thân cate. Đây ạ, đây hình ảnh là ngắt kết nối, đúng không ạ? Sau khi sát khuẩn xong thì ngắt kết nối, các bác sĩ sẽ sử dụng bơm để bơm vào cái lòng mạch, bơm nước muối để bơm vào thẳng lòng mạch cho sạch, sau đấy đến bơm heparin. Đây là cái cate, đây là cate lọc máu, và trên thân cate các bạn nhìn thấy ạ, đúng không ạ, là người ta đã ghi sẵn ở đây rồi, và chúng ta sẽ bơm cái số lượng heparin bao nhiêu tùy thuộc vào cái phần chân cate, đúng không ạ, chữ V 1.2 và V 1 A 1.2 và V 1.3, thì chúng ta sẽ bơm theo đúng cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ sát, sau khi sát khuẩn rộng rồi chúng ta chờ khô, đúng không ạ, chúng ta chờ khô xong chúng ta hãng băng nhé, khi mà băng còn ướt chúng ta băng vào thì sẽ không đảm bảo và cái băng nó sẽ bong ngay. Thế thì chúng ta chờ khô chúng ta băng lại cate như này. Đầu tiên chúng ta lấy một miếng tê gram trong suốt, đúng không ạ, chúng ta băng cái chân cate lại, mục đích thì chúng ta vẫn phải kiểm soát, chúng ta vẫn phải theo dõi cái chân cate hàng ngày, để khi nếu có chỉ định chúng ta sử dụng luôn cate này, nếu không có chỉ định thì sau khi 1-2 ngày mà không có chỉ định CCTS nữa thì sẽ có chỉ định rút cate, nhưng chúng ta trong quá trình chưa rút chúng ta vẫn phải theo dõi chân cate. Sau đấy chúng ta quận, đúng không ạ, chúng ta quấn băng gạc vào cái thân cate và băng cố định như hình trên. Ở đây là cái giao diện mà kiểm tra các cái thông số giúp trong quá trình điều trị, đúng không ạ? Khi chúng ta kết thúc cuộc lọc bao giờ chúng ta cũng vào phần history để chúng ta xem cái phần rút, dịch rút ra, đúng không ạ? PT rút này, remove này, để chúng ta biết là ngày hôm nay trong cái cuộc lọc này bệnh nhân đã rút được bao nhiêu ml. Nếu như bệnh nhân thừa, hoặc là trong quá trình bệnh nhân đương chạy, đúng không ạ, đương chạy, đương lọc máu, thì chúng ta cũng có thể vào cái phần trang lịch sử này để chúng ta xem là bệnh nhân này đã rút được bao nhiêu rồi, từ giờ này đến giờ này đã rút được bao nhiêu, thì chúng ta hoàn toàn vào cái trang này chúng ta xem được. Tất cả các cái phần của chúng ta đều xem được ở trên cái trang này. Sau khi mà xong rồi, các bác sĩ cắt kết nối xong rồi thì chúng ta máy hiện ra cái màn hình có chữ unlock, chúng ta ấn vào unlock và máy sẽ tự động là tháo hết, gỡ hết các cái dây ở trong cái buồng quay. Đầu tiên chúng ta có loát, đúng không ạ? Chúng ta có loát thì khi chúng ta bấm loát thì tất cả các cái buồng quay nó quay và máy sẽ tự động hút các cái dây của bộ lọc máu vào các cái vùng quay đấy. Còn bây giờ chúng ta thoát thì chúng ta ấn unlock thì máy cũng tự động quay ngược trở lại và tháo toàn bộ các cái dây ở trong hệ thống máy ra. Sau khi mà unlock ra được hết thì chúng ta bắt đầu tháo dây,
đúng không? Tháo dây quả ra khỏi máy và chúng ta cho vào cái xô đựng rác thải y tế, đúng không ạ? Trong COVID thì chúng ta cho vào xô rác thải y tế màu vàng có lây nhiễm. Sau đấy chúng ta tắt máy, vệ sinh máy, thu gọn dụng cụ, đúng không ạ? Và ghi cả dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân. Đồng thời là chúng ta phải kiểm tra lại cân nặng cho bệnh nhân, đúng không ạ? Để xem là bệnh nhân có dư cân hay không. Đối với những bệnh nhân lọc máu liên tục này thì thường ở ICU chúng tôi thì thường sẽ cân hàng ngày. Hàng ngày chúng tôi sẽ phải cân cho bệnh nhân để xem là lượng dịch hôm qua bệnh nhân thừa được những thể thừa dịch như thế nào, có tăng cân hay không, thừa dịch hay không. Sau khi chúng ta cân nặng cho bệnh nhân xong, khi bảng theo dõi chúng ta tổng kết cái dịch thay thế và kali, rồi báo cho bác sĩ để ghi ký xác nhận. Tại sao chúng ta phải tổng kết? Thì chúng ta cái này thuộc vào thanh toán của chúng ta. Khi chúng ta làm xong bất kỳ một gì chúng ta phải tổng kết lại. Ví dụ bệnh nhân này ta dày, chúng ta dùng hết bao nhiêu dịch hemosol, hết bao nhiêu ống kali, đúng không ạ? Theo dõi thì phần về phần theo dõi thì chúng ta theo dõi các cái thông số lọc máu như là áp lực đường hút máu ra thì là excess, đúng không ạ? Đường trả máu về return hoặc áp lực xuyên màng vân vân là một giờ một lần. Chúng ta theo dõi các dấu hiệu sống của bệnh nhân, dấu hiệu sinh tồn, đúng không ạ? Theo dõi cái lượng cân bằng dịch vào da, cái này chúng ta phải theo dõi rất là sát. Lượng dịch vào gồm các cái bệnh, các cái dịch mà chúng ta đưa vào cơ thể cho bệnh nhân, gồm đường truyền, đường ăn, đường uống, đúng không ạ? Tất cả cái đường đưa vào chúng ta đều phải tính. Đường dịch ra là từ tất cả các cái dịch mà từ cơ thể mình đi ra, nước tiểu, đúng không ạ? Dịch hút rút qua đường sông tiểu, dịch rút qua đường máy lọc máu, rồi là dịch rút qua các cái đường dẫn lưu, và chúng ta đều phải tính hết để chúng ta tính được cân bằng dịch vào da. Rồi cân bệnh nhân hàng ngày, ngày một lần, làm các xét nghiệm thường quy lọc máu liên tục 6 giờ một lần. Đối với những bệnh nhân lọc máu liên tục thì thường là phải xét nghiệm liên tục sau 6 giờ phải xét một nghiệm một lần để xem các yếu tố đông máu như thế nào, hoặc điện giải đồ ra làm sao, công thức như thế nào, thì chúng ta phải theo dõi để rất là sát để xem là có biến đổi gì hay không, để chúng ta còn điều chỉnh cái lượng heparin duy trì, hoặc là còn bù thêm điện giải nếu như mà mất qua quá trình lọc máu, hoặc là máu hoặc là bù thêm máu nếu như thiếu. Rồi tai biến trong lọc máu thì có chảy máu, đúng không ạ? Có chảy máu do rối loạn đông máu thì thường chảy máu ở những cái vị trí như chân ba te, đúng không ạ? Thì thường hay chảy máu ở chân ga te thì chúng ta phải theo dõi. Hoặc là tắc quả lọc do nhiều nguyên nhân, do nguyên nhân là như là các cái đường vào đường ra của bệnh nhân nó trục trặc, đúng không, cái ga te nó không tốt, suốt ngày là báo excess, không chúng ta không xử lý kịp thời, đúng không, không điều chỉnh lại cân ga te, máy lọc máu dừng nhiều quá nó cũng có thể gây khả năng là đông màng tắc quả, hoặc là do rối loạn đông máu, đúng không ạ? Các rối loạn đông máu cũng gây tắc quả đấy, hoặc là rối loạn nước điện giải như tôi cũng nói, trong quá trình lọc máu thì chúng ta có thể là gây rối loạn nước điện giải, hoặc là do bệnh lý của bệnh nhân, đúng không ạ? Do tan máu, do hạ thân nhiệt, thì nếu như một số bệnh nhân hạ thân nhiệt thì chúng ta có thể có những cái máy sưởi để chúng ta sưởi cái đường dây máy về để làm sao cho ấm. Và các nhiễm khuẩn khác thì có nhiễm khuẩn huyết, vì là cate lọc máu liên tục là một cái quy trình mà chúng ta làm trên mạch máu lớn của bệnh nhân. Để cho các thao tác của chúng ta làm phải đảm bảo hết sức vô khuẩn, từ thao tác nắp bơm móc máy lọc máu như thế nào, kết nối các cái túi thay thế như nào. Các bạn chú ý cái dịch thay thế nó đổ thẳng vào máu của bệnh nhân. Nếu trong quá trình chúng ta thay túi thải thay túi dịch thay thế mà chúng ta không đảm bảo vô khuẩn, cái đầu các cái dây cắm vào cái túi mà chúng ta không đảm bảo, chúng ta văng quệt ra bên ngoài thì rất dễ gây nhiễm khuẩn cho bệnh nhân, hết sức các bạn chú ý. Các cái điểm kết nối trong quá trình chúng ta kiểm, chúng ta phải đảm bảo tay của giáo vô khuẩn để chúng ta mới kiểm tra, đúng không ạ? Rồi là chăm sóc chân ga te để làm sao không bị nhiễm khuẩn huyết liên quan của ga te. Kiểm soát về nhiễm khuẩn cũng như tất cả các quy trình chăm sóc khác, đúng không ạ? Các quy trình kỹ thuật khác thì cái vấn đề rửa tay cũng được đưa lên hàng đầu để đảm bảo cái quy tắc nhiễm khuẩn. Thứ hai là để đảm bảo cái phòng hộ, đúng không ạ? Mặc áo, cởi áo như nào để tránh lây nhiễm cho những người, cho chính mình và cho những người xung quanh. Thì chúng ta phải hết sức lưu ý khi trong quá khi chúng ta đi phục vụ dịch, chống dịch thì chúng ta phải mặc làm sao cho đảm bảo quy trình mặc vào và quy trình cởi ra, đúng không ạ? Tôi luôn luôn nhắc các bạn về vấn đề mặc áo phòng hộ làm sao để cho nó chuẩn.
để tránh phơi nhiễm cho chính mình và cho người khác. Tiếp theo là quản lý về rác thải, thì tất cả những cái gì thuộc về rác thải trong khu chúng ta, trong khi chúng ta làm trong khu lây nhiễm thì đều được xác định là cái chất thải lây nhiễm và được bỏ vào thùng màu vàng, chất thải lây nhiễm và có lắp đặt. Và cái chúng tôi cũng có một cái quy trình lắp máy lọc máu liên tục của khoa hồi sức tích cực xây dựng, và chúng tôi cũng đương sử dụng cái quy trình này để làm, và đây là những cái quy trình mà chúng tôi làm. Đã, xin rất là cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái bài quy trình lắp máy lọc máu của tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn.